chấp các mối nguy hiểm rình rập. Khu đô thị dự án The K Park Văn Phú đã ngang nhiên đưa tầng 1, 2 đi vào sử dụng, mặc cho công trình vẫn đang thi công. Theo ghi nhận, dự án tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở cao cấp The K Park có chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ, tọa lạc tại khu đô thị Văn Phú, đang tự ý tháo tôn quây xung quanh và tầng 1 đã đi vào hoạt động, gây e ngại về những tiềm ẩn nguy hiểm đến người dân khu vực lân cận. Nhiều người thắc mắc, nếu như tháo tôn, khu vực công trường sẽ không bị cách ly, không đảm bảo an toàn, cũng như việc ô nhiễm cát bụi từ việc làm này. Có mặt tại công trình xây dựng dự án này và ghi nhận thực tế, dự án có 3 tòa nhà hiện vẫn đang thi công. Tuy nhiên, tầng 1 của tòa nhà K1 đã đưa vào hoạt động để làm nơi giao dịch và là địa điểm cho khách hàng xem mẫu. Tại đây, cửa luôn được mở để đón khách. Bàn ghế, các dụng cụ khác được bày sẵn để làm việc. Khu đô thị cũng đã tháo toàn bộ tôn quây xung quanh tòa nhà, mặc cho các tầng trên và 2 tòa bên cạnh hàng ngày vẫn đang thi công. Được biết, dự án tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở cao cấp The K Park có diện tích lô đất là 13.700m² và quy mô gồm 3 tòa, K1 27 tầng, K2 25 tầng, K3 23 tầng. Theo thông tin trên website của dự án, tháng 12 năm 2018, khu đô thị sẽ bàn giao nhà. Theo khoản 4 điều 31 Nghị định số 15 năm 2013, Nghị định của Chính phủ và khoản 2 điều 123 Luật Xây dựng năm 2014 quy định, hạng mục công trình xây dựng chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng. Thế nhưng, không biết có phải khu đô thị đang coi thường pháp luật hay vì lý do nào đó khác lại dám ngang nhiên đưa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà K1 vào sử dụng, bất chấp những nguy hiểm có thể đe dọa, rình rập. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vấn đề nêu trên.